Cần làm rõ trách nhiệm trong việc xây dựng khung giá điện cho điện gió, điện mặt trời. Đây là vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính tại phiên chất vấn nhóm vấn đề tài chính sáng nay. Theo quy định của luật điện lực, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp xây dựng khung giá bán lẻ, khung giá phát điện, bán buôn, giá truyền tải. Do đó, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị Bộ Tài chính làm rõ trách nhiệm trong xây dựng khung giá điện gió, điện mặt trời. Đã có một cái thời gian rất dài là nhiều cơ sở điện gió, điện mặt trời xây dựng xong nhưng mà không có khung giá để mà hòa điện. Vậy xin hỏi Bộ trưởng, Bộ Tài chính là đã có trách nhiệm và đã thực hiện cái trách nhiệm này như thế nào trong việc xây dựng các cái khung giá cho cái điện gió, điện mặt trời cũng như là khung giá bán lẻ điện. Vấn đề mà xây dựng cái giá điện cho điện mặt trời và điện gió thì các đại biểu biết trong thời gian vừa qua thì rõ ràng nói cậu là cái giá đơn lẻ thì cùng một đợt mà chúng ta cũng đã phát hành và một số doanh nghiệp cũng đã tham gia và đã hòa lưới điện. Tuy nhiên là gói cổng cái này nó sẽ gắn với cái việc ấy là cái hệ thống điện mặt trời và điện gió nó phụ thuộc vào trong cái vấn đề quy hoạch của điện 8. Nó để triển khai đến đâu, đến thời kỳ nào và để tính toán để mà xác định cái khung giá và xác định cái giá của từng thời điểm. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, Bộ Tài chính cùng với Bộ Công Thương sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng khung giá bán lẻ điện gió, điện mặt trời trong thời gian tới.